Xin chào các bạn, tôi là Trần Văn Niêm. Thì hiện tôi là đầu bếp, tôi làm nhà hàng 19C Hoàng Diệu và cũng là quản lý công ty thực phẩm ngon Phạm Gia. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn là món salad gà sông khói. Đầu tiên nguyên liệu thì salad gà sông khói thì mình không thể thiếu gà sông khói rồi, đúng không ạ? Thứ hai là tôi dùng bắp cải tím để tạo độ giòn, ta gồm có bắp cải trắng, dưa leo, cà rốt và khoai lang vàng. Thì ngoài ra cái rau gia vị thì mình gồm có rau húng bạc hà ha, và thêm một ít cà chua bi nữa. Mình gồm có sốt mè rang và sốt mayonnaise, một chút dầu lưu ha. Ok, đầu tiên thì ta sẽ thái chỉ cái này ra, xong mình ngâm nước đá tạo độ giòn. Mình thái chỉ đã nhé, xong mình bỏ vào đây ngâm đá lạnh cho nó giòn. Ta sẽ lấy cái này. Bây giờ mình sẽ thái chỉ cà rốt ngâm giòn. Tiếp đến ta sẽ thái dưa leo, ta sẽ thái chỉ nữa. Khoai này chúng ta sẽ thái chỉ ra và để chiên giòn lên. Đầu tiên chúng ta sẽ nạo ra. Bây giờ đến công đoạn mình lọc gà. Để đuôi ra. Mình sẽ bỏ cái phần xương ra, mình lấy chỉ phần thịt thôi. Gà này thì mình sẽ thái chân hương ra. Nhiệt từ 150 đến 180 độ, mình chiên trong vòng 50 giây ha. Tiếp đến ta sẽ cho sốt mè rang 4 muỗng. Tiếp đến là mayonnaise 1 muôi. Dầu lưu nửa muỗng. Ok, chúng ta sẽ trộn đều gia vị này. Chúng ta sẽ đánh đều này cho khi sốt mượt lên. Tiếp đến chúng ta sẽ trình bày món ăn ha. 150g gà, thịt gà, dưa leo. Tiếp đến là cà rốt, kết hợp màu sắc hài hòa. Tiếp đến màu tím, bắp cải tím. Tiếp đến là màu vàng ha, mình sẽ cho màu vàng trên cùng. Cái cà chua bi này mình sẽ trình bày, vừa ăn giúp cho thanh lọc cơ thể ha. Tiếp tục này, cho rau gia vị vào ha. Ok, sau khi chúng ta đã trình bày xong thì khi ăn thì các bạn nhớ dưới kèm nước sốt và trộn đều lên nguyên liệu lên. Đây là món ăn tôi gợi ý cho các bạn để ngày Tết với 3 tiêu chí là ngon miệng và bổ dưỡng và đẹp mắt ha. Thì chúc các bạn thực hiện thành công trong cái món này. Xin chào và hẹn gặp lại. Feedy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.